chào anh quay trở lại kênh của mình nha. Thì mình đang ở là S1 đó, đang ở ạc top 2 server đấy. Thì ạc này là ạc GS1 xí muội đấy. Thì ạc này thì chắc nhiều ông biết rồi ha. Thì như cái tiêu đề mình đã ghi thì mình sẽ review về cái bộ bài gọi là chuẩn nhất hiện giờ đấy, chiến bài quyền hồn của em chuẩn nhất hiện giờ. Thì trước khi vào review bộ bài, chúng ta là coi cái sự kiện ngày hôm qua tới hôm nay coi nó có những cái gì. Thì nó cũng không có sự thay đổi gì cả. Thì nó chỉ có là thay đổi ở trong cái phần túi phúc này anh em. Ở trong cái phần túi phúc mừng lễ thì nó có cái gói này khá là ngon. Đây là cái gói là rương sức mạnh may mắn. Đó là nguồn gốc sức mạnh anh em, mở phần khu vực á. Đó, để coi ngẫu nhiên là 8 nguồn gốc sức mạnh cùng loại nè. Đó, thì đây là 200k một nhát. Ngày thì chúng ta có thể nạp hình như là 3 nhát hay sao đó anh em. 3 nhát hay sao đó. Ủa này, ông này ông nạp hình như là 2 nhát rồi sao này. Đấy. Đó, cái gói đó khá ok. Thì ghi đã nằm ở trong ghi và rác đã nằm ở trong cái phần gọi là chợ chiến rồi đó. Nhưng mà ghi hiện giờ thì đang để trong đội hình ngon, bỏ vào chợ chiến thì em nói là coi như là bất đức diễn đó. Nên là đây anh em, trong cái đội hình này cũng đang có ghi nè, không có ghi chơi luôn ở đó, bỏ vô phần chợ chiến anh em. Sau có con Odichi hay Igonit rồi đó anh em, bỏ phần chợ chiến ok. Tí hồi nữa mình sẽ nói về cái đội hình này sau. Rồi bây giờ mình sẽ là review cho anh em là cái phần gọi là chủ chốt ngày hôm nay, là cái phần chiến bài quyền hồn. Đây là cái bộ bài mình thấy, theo mình thấy anh em là chuẩn nhất hiện giờ. Đó anh em có thể tham khảo ha. Đây anh em, chiến bài quyền hồn đây. Đây trời ơi, mát cả đẹp ra anh em. Đây là cái bộ bài mình theo mình nhận xét thôi nha anh em. Còn ông nào mà build chuẩn nữa thì anh em có thể comment bên dưới. Còn theo nhận xét của mình thì đây là cái bộ bài là chuẩn nhất hiện giờ, để anh em có thể gọi là học hỏi và cũng như là build theo cái bộ bài này. Đó, hiện là cái bộ bài này theo mình thấy đó là ở trong đây thì sẽ có là các cái thấu sĩ là công nè, sẽ có là Kula, Angel và con Kasumi. Đó, bộ dưới là đấu sĩ là phòng cũng vậy luôn nha anh em, là hai cái này giống nhau. Rồi ở bên này là team là ám sát nè anh em, team ám sát ẩn nè, đấu sĩ là kỹ năng nè, gồm có là Leona nè, rồi con Rin nè và con Hider nè. Đó thì con Hider 4 sao thôi, nhưng mà vậy nó cũng tối ưu rồi, đã là kích hoạt được là sáng bộ bài luôn rồi. Rồi cái đấu sĩ cuối cùng, cái bộ cuối cùng thì là đấu sĩ thuộc tính bất kỳ. Thì đây là chơi bộ là xà, đó gồm có Orochi, Yashiro địa và con Simi lôi, đó Simi Yuki anh em. Đấy, ở dưới này là cũng là, ui để ý nãy giờ dưới đây là cũng là phẩm là cầu vòng luôn rồi, phẩm sắc màu đó anh em. Trời ơi, đây con Leona cũng phẩm sắc màu nè, Rim cũng phẩm sắc màu nè. Cái này là gì cơ? Hiệu quả sát thương siêu thị kỹ 4%. Ui, cái bộ ẩn là tăng sát thương siêu thị kỹ nha anh em. Bộ xà là mất hiệu quả. Đấy, đã là up full luôn rồi. Cái bộ bên này là up full rồi nè anh em. Bộ ẩn nó up full rồi nè, xà cũng up full luôn nè, cầu vòng luôn nè anh em. Bây giờ là tiến tới là up full con hai con Kasumi, hai con Kasumi và hai con Angel là chuẩn rồi. Đó, là coi như là full rồi đó anh em. Để mình thấy là full rồi đấy. Đấy, hiện giờ là hai con Kula đều là cầu vòng luôn rồi. Giờ chỉ up là con hai con Kasumi và hai con Angel là cầu vòng thôi. Đấy, và nếu mà mát như thế này là đạt chắc phải gần, mình theo mình thấy hơn anh em, chắc 30 mấy, gần 40.000 tấn công anh em. Coi tấn công là đạt cộng 30.000 luôn nè anh em. Phòng thủ 12.000. Này là chưa mát nha anh em, mới có đỏ thôi đấy, mà chắc mình nghĩ là chắc nếu mà muốn mát thì cũng khá là chua. Rồi coi anh em. Đấy. Thì cái cách mà để theo mình thấy bữa giờ chúng ta chơi chiến bài quyền hồn á, thì mình thấy cái tỷ lệ ra bài 5 sao thôi đã là hiếm rồi, huống gì gọi là nó ra bài bài đúng theo cái thuộc tính của chúng ta, đó là bài Kasumi và Simi Yuki nè anh em, Simi lôi nè, Yashiro địa nè, nó rất là khó luôn. Thì những cái bài này nó đến từ đâu? Thì nó đến từ là hầu như anh em nói á, là nó đến từ là ghép bài. Ví dụ như chúng ta là ghép đâu coi hai con ghép hai con Kasumi vào thì cái bài nhận được ra anh em, thì cái tỷ lệ ra những cái con tướng này nó cao hơn từ việc ghép bài thôi. Còn mà ở trong cái phần anh em đánh bài thì hầu như là nó rất là hiếm ra đó. Thì mình đánh bữa giờ mình đánh khá nhiều nên là mình thấy là như vậy. Đấy, ok, một con Rim thôi nha anh em. Quan trọng là anh em kiếm là Kula thì trước đó anh em có rồi ha,
quan trọng là anh em kiếm Kasumi và con Encho nè, con Yasurudi và con Yuki. Đấy, thì mà mấy con này mà mình thấy là cực kỳ là chua luôn. Leona cũng dễ ra, Rin thì hơi khó ra một tí. Đó, ok. Chít hỏa, để mình coi coi sao không bỏ chít hỏa vào cái phần này nhờ. Chít hỏa mình thấy thì cũng khá ok mà ta. Chít hỏa cũng thuộc xà mà ta. Hai anh em mất hiệu quả 4% thuộc xà công. Đấy, không biết có bỏ chít hỏa được hay không. Ở trong này nếu mà kỹ thủ kỹ. Đấy, rồi ok. Anh em nào có ý kiến gì về cái bộ bài này thì anh hãy comment bên dưới ha. Coi coi nó có là tối ưu chưa, nhất chưa. Đó, anh em nào có bộ bài nào tối ưu hơn thì anh em hãy comment bên dưới. Còn nếu không có thì anh em có thể là xem cái bộ bài này để chúng ta làm mẫu ha. Có thể chụp hình lại và share cho bạn bè nha anh em. Không thì anh em share link video luôn cũng được. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng review sơ bộ về các này đi ha. Thì đợt mình đã có review về các này rồi. Đó, thì nói chung là cũng không có gì gọi là để chúng ta review nữa. Nhưng mà bị cái là ông này là VIP 15 nha anh em, VIP 15. Đó, thì build cực kỳ là chuẩn luôn. Theo mình thấy ổng tìm hiểu game với lại mình ổng build được cực kỳ là chuẩn luôn. Thì con Kula đã là đạt UR rồi. Và cũng như là đã full sao đỏ luôn, vải đạn thật, một VIP 15 mà full sao đỏ Kula. Đấy, 3 sao con da con Amakusa và 3 sao con Gonix. À, chiến hồn nha anh em, coi chiến hồn ba con này chắc là ba cái chiến hồn chủ chốt rồi. Đây, chiến hồn Kula nè anh em, tác khí vô lượng, thương quang. Amakusa thì là vô lượng và hủy diệt cực hạn, mạnh tiến, ồ chuyên lấy chí mạng của ta. Thì theo chia sẻ của bạn này thì bạn chủ ác á, thì bạn kêu là build chủ yếu là ba con thôi nha anh em, ba con thôi, đó là con Kula nè, rồi con Amakusa, là tiếp đó là con Gonix. Đó là build ba con thôi. Để thử coi, ồ thức tỉnh vũ khí luôn rồi, đợt đua boss thức tỉnh luôn anh ta. Ngon hay là mua mèo? Mình nghĩ là bạn này mua mèo nè em, chứ F1 đua boss nó cũng cực kỳ là chua luôn đấy. Ok, đây vô phần thi đấu cho anh em coi. Đây top 2 đây anh em. Đấy top 2 đây. Anh Hai Sài Gòn hiện chưa biết 18 nữa. Hiện thì ảnh đang là up rồi. Đang giao ạt cho một bạn chơi rồi, chứ ảnh hiện giờ là không có chơi nhiều nữa nè. Đấy nên là ác này anh em thấy anh Hai Sài Gòn 14 chỉ như vậy, nhưng mà thực ra là có 3 con thôi nha anh em, 3 con tướng thôi nha. Đấy, còn bên này là 17 triệu. Tổng lực chiến là 17 triệu 900, gần 18 triệu nha anh em, một VIP 15. Đây là ạt này mình phải làm mẫu để mình học hỏi thôi anh em. Cho anh em coi phần khu vực, mới ghê. Kiếm đâu ra mà lọ khu vực nhiều thế ta. Lẽ nạp nhiều dữ vậy. Anh em coi nè, sấm sét full. À, tạm đầy bậc. Băng xương full 4 bậc. À, gió cát full 4 bậc. Chỉ có anh đào là còn một nhát nữa thôi. Còn một nhát nữa là full rồi. À, đang thiếu hai cục đá thức tỉnh thôi. Là full rồi, vãi đạn thật. Đấy, bởi vậy lực chiến nó tăng giờ khu vực khá là nhiều luôn anh em. Vẫn như là bộ sưu tập rồi các thứ nè, cũng như trong phần trợ chiến. À, ok, bây giờ mình sẽ giao lưu sơ nhẹ nhẹ với lại ông top 2 nhỉ. Ông top 1 là anh Hai chắc đánh không lại ổng rồi. Ok, thầy Carilis vô để làm tại sao ổng để single anh em? Bởi vì single ổng để đó để ổng nhấp vào ổng quét á, quét ải để up cho nó lên đỏ á, để up cho cái năng lượng ban đầu lên 0.04 á. À, nhìn là biết rồi. Để mình coi coi xếp vậy tối ưu chưa. Tắt được coi nè. À, xếp đại đi, dứt nhát giao lưu với lại ông top 3 đi, top 2 chắc ông top 1 đánh chắc chắn không lại ông rồi đó. Ôi đội hình gì sao gỡ nó hết rồi. Ui Lucifer ông này VIP 16 luôn rồi. Rồi chiến hồn gỡ nó hết rồi, sao đánh đây, sao giao lưu đây ta. Ừ ông VIP 15 này đi anh em, top 4 đi, top 3 gỡ hết chiến hồn mà không chơi được. Rồi, trời, ông top 4 cũng là một VIP 15 nha anh em, ngang VIP nha. Nhưng mà lực chiến lại khác nhau hoàn toàn, khá là cao. Ủa ôi, ở bên kia Kula bên kia cũng gắt thực sự anh em. Vô. Năng lượng ban đầu của ác này là 10.05. À. Rồi nhìn năng lượng ban đầu của mấy ông này choáng ngợp thực sự anh em.
Thì bây giờ hầu như là anh em đều úp toàn bộ các con tướng lên là phẩm cam để anh em là cho nó ăn thức ăn để nâng năng lượng ban đầu lên em. Nên phẩm cam xong xuôi rồi anh em sẽ lên phẩm đỏ tất cả các con tướng luôn để chúng ta là cho tụi nó ăn ăn đồ ăn thức uống của tụi nó đó, để cho nó tăng phẩm lên đó, từ đó là tăng năng lượng ban đầu anh em. Choa đâu ta, có gì đó mình thấy sai sai ở đây rồi anh em ơi. Kula và lại con Amakusa ăn một cái hai cái choáng, ghi bị ăn một cái đống băng mới đau thực sự anh em. Trời ơi. Đấy, ok, không choáng không đóng băng là coi như là con Kula là úp được mấy pha rồi, là ép mắt là tên bên kia là muốn nát rồi nè. Đấy, ok, chứ mình sẽ vào ra vào cái này thường xuyên một tí để mình học hỏi cách build của nè. Ui, đánh ngay con Kula luôn, chết luôn đi đừng câm lặng. Đúng rồi, chết luôn đi, chết là để cho nó mất câm lặng anh em. Này là giao lưu đánh thường nha. Ui. Kula full sao nha anh em. Nên nhớ Kula full sao nha. Ôi, đánh ngay con Kula. Ôi, con nít nó mạnh. Nó chơi con Kula bên kia là muốn ná thở luôn em. Ok, bên kia hồi sinh lại hết rồi. Kula nè và con Amakusa đã hết hồi sinh rồi nha anh em. Ui chà. Trời ơi, con Kula này nó chơi cái chiến hồn mà đóng băng anh em ơi. Quải đạn thật. Mình thấy cái chiến hồn đó rồi anh em. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em coi. Rồi Kula đang bị câm lặng rồi, nó không có tự hóa giải của nó rồi anh em ơi, không tự hóa giải rồi. Ok, trận này là win chắc rồi. Gonix có siêu tuyệt kỹ nữa kìa. Kula vẫn đang bị câm lặng nha anh em. Rác thật sự. Cho anh em coi cái chiến hồn của con Kula này. Ủa hồi nãy coi chiến hồn rồi mà. Ok, anh em tìm một vòng thì không thấy cái chiến hồn mà đó. Mình tưởng là đây là cái chiến hồn hồi quang anh em. Thì cái chiến hồn hồi quang á, thì khi mà sinh lực giảm 30% á, thì nó sẽ tự đóng băng bản thân và nó sẽ là hồi máu. Đây là cái hồi quang gọi là 7 sao nha anh em. Khi chiến đấu có hiệu lực một lần, khi sinh lực dưới 30%, hồi phục 100% sinh lực tối đa bản thân, hóa giải tất cả cái hiệu quả xấu của bản thân, nhận ngay vô địch. Đây là cái 7 sao nha anh em, đây là hồi quang. Tưởng đây là hồi quang thường á, mình tưởng là hồi nãy con Kula là gắn cái hồi quang 5 sao thôi. Đó, nó tự đóng băng bản thân. Ai về đâu nãy không phải, nãy mình thấy đóng băng rõ ràng mà coi lại cái video là lại không có thấy bãi đạn. Thôi chúng ta bỏ qua vấn đề đó đi anh em. Rồi ok, thì đó là video ngày hôm nay. Đó, anh em nào có ý kiến gì về cái ác này và cũng như là cái bộ bài của cái ác này thì em hãy comment bên dưới ha. Đừng quên like, share, những giỏi cơ mình cấp rất nhiều nha.